Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thầy Thích Minh Đạo phải nhận hình phạt sau khi tán thán sư Thích Minh Tuệ. Ngày 29 tháng 5, BBC Tiếng Việt có bài Khen sư Thích Minh Tuệ, sư Thích Minh Đạo bị kiểm điểm, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. BBC cho hay Thượng tọa Thích Minh Đạo, chủ trì tu viện Minh Đạo tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, vừa bị giáo hội Phật giáo địa phương kiểm điểm sau khi ông đăng video khen ngợi sư Thích Minh Tuệ, người đang trở thành hiện tượng với hành trình bộ hành khất thực từ Bắc Chí Nam. Theo BBC, từ 30 năm qua, nhà sư thích minh đạo và tu viện minh đạo của ông đã cung mang nhiều trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Hiện tu viện đang nuôi dưỡng 64 đứa trẻ, tuổi đời từ 4 đến 23. BBC trích dẫn thông tin trên website của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 17 tháng 5. Thường trực ban trị sự giáo hội này đã họp giải quyết về phát ngôn của sư Thích Minh Đạo về sư thích minh tuệ. Và đây là hình bài trên BBC. Theo đó, ban trị sự kết luận rằng, việc sư thích minh đạo nhận xét về ông Lê Anh Tú là quyền suy nghĩ của từng cá nhân, nhưng sư thích minh đạo sai ở chỗ, dùng từ chưa đúng với chức năng, quyền hạn của mình, dẫn đến sự ngộ nhận từ nhiều nơi. BBC cho biết, theo bài viết trên website của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sư thích minh đạo đã thành tâm nhận lỗi của mình bài báo trích lời sư thích minh đạo trong cuộc họp kiểm điểm trong lúc trao đổi pháp với Phật tử, ông đã đi quá xa và không kiểm soát được lời nói. BBC cũng cho biết, ngày 27 tháng 5, mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là thư kiểm điểm và xin nghỉ tham gia công việc giáo hội Phật giáo Việt Nam của sư thích minh đạo. Tuy nhiên, BBC chưa thể kiểm chứng độc lập thông tin này. Tối ngày 27 tháng 5, Facebook của Tu viện Minh Đạo đăng dòng chữ Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Ngay sau khi mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ kiểm điểm kèm video thượng tọa Thích Minh Đạo giảng về nội dung có liên quan tới câu thành ngữ này. Và đây là hình thầy Thích Minh Đạo. Cũng trong bức thư nói trên, sư Thích Minh Đạo cho biết, mọi sự bắt đầu từ câu nói của ông trong video về sư Thích Minh Tuệ, xin đại diện giáo hội tán thán hạnh đầu đà của Minh Tuệ. Bức thư nói, sư Minh Đạo muốn sám hối lần cuối và xin được tụ tập trong tu viện, không tham gia việc giáo hội nữa và sẽ khép mình trong yên lặng. BBC đã có cuộc phỏng vấn linh mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh thuộc dòng chúa cứu thế ngày 28 tháng 5. Linh mục cho biết, sau khi được biết thông tin về cuộc họp kỷ luật, ông đã gọi điện hỏi thăm sư Minh Đạo. Theo lời linh mục, sư Minh Đạo cho biết, ông coi giáo hội Phật giáo như cha mẹ sửa sai mình, đồng thời nói rằng ông không phiền muộn cũng như không oán trách bất cứ ai. Linh mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh bình luận với BBC rằng trong một tập thể mà người nào dám nói thẳng nói thật thường bị sửa sai và có khi bị loại trừ. Chuyện khen một gương sáng nào đó là chuyện rất tốt trong cuộc sống. Thế nhưng khi một ai đó không đi theo xu hướng của tập thể thì bị tập thể nghiền nát như bánh xe lịch sử nghiền nát người nào đi trước lịch sử vậy. Và đây là hình sư thầy Minh Tuệ. BBC nhận thấy vụ vệ sư Minh Đạo bị kỷ luật đã gây ra nhiều phản ứng trong dư luận, đặc biệt từ những người sử dụng mạng xã hội. Nhiều người đã vào Facebook của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để bình luận. Phần lớn các ý kiến bày tỏ sự phản đối, chê trách việc làm của giáo hội này. BBC trích lời bạn Lê Hoàng Anh chỉ ra rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tự đốt nhà mình hai lần trong tháng Phật đảng. Lần thứ nhất, ra văn bản cảnh báo về hành giả minh tuệ không có giấy phép. Lần thứ hai, kiểm điểm thầy thích minh đạo tán tháng Ngài Minh Tuệ. BBC cho biết nhà sư Thích Minh Tuệ tu theo hạnh đầu đà, đi bộ khắp nơi khất thực đang trở thành một hiện tượng tại Việt Nam. Ở mỗi nơi nhà sư đi qua đều có hàng trăm hàng ngàn người chào đón và đi theo. Ông đã tạo cảm hứng cho các trào lưu về thời trang, tu tập và các thảo luận sôi nổi về Phật giáo trên mạng xã hội. Ông cũng khiến giáo hội Phật giáo do nhà nước quản lý và chính quyền bận tâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thầy Thích Minh Đạo phải nhận hình phạt sau khi tán tháng sư Minh Tuệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bàn về khẩu hiệu 6 giám cho cán bộ đảng viên. Ngày 28 tháng 5, blog Trần Văn trên VOA Tiếng Việt có bài Dám nghĩ, dám làm trong một hệ thống rượu rã. Tác giả cho biết, ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15, vừa đề nghị các đồng liêu cùng soạn thảo và ban hành riêng một nghị quyết để khắc phục chuyện viên chức không dám hành động do sợ sai. Ý tưởng đó được một số đại biểu quốc hội tán thành bởi đùng đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm khi thực thi công vụ là thực trạng nhân dân thấy rõ có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ, công chức trong thời gian vừa qua. Và đây là hình bài trên báo Tiếng dân, blog VOA. Tuy nhiên, cũng theo tác giả, chẳng có gì đảm bảo rằng nếu Quốc hội dùng giấy trắng mực đen, khuyến khích viên chức vận dụng hoặc lựa chọn các quy định của pháp luật phù hợp nhất, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế khi thực thi công vụ, thì điều đó sẽ giúp hệ thống công quyền thoát ra khỏi tình trạng tụ thủ, bàn quan. Tác giả cho hay tháng 9 năm 2021, Bộ Chính trị khóa 15 ban hành kết luận số 14 thông báo chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Thông báo vừa kể được ca ngợi là luồng gió mới tác động tích cực đến tâm lý xã hội và tạo niềm tin, khát vọng, ý chí phấn đấu vượt khó, sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn có tính cấp bách. Cụ thể quá chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáu giám, dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo và dám đương đầu theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của đảng. Theo Trần Văn, thực tế chứng minh là cán bộ đảng viên không những không màng mà còn tiếp tục làm ngược lại với sáu dám mạnh mẽ hơn. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Do vậy, sau 2 năm, tới lượt chính phủ ban hành quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong Nghị định số 73 năm 2023. Dù vậy, tác giả dẫn chứng kết quả cách nay 10 ngày, Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và một số quốc gia, tổ chức ngoại quốc gửi cho Thủ tướng Việt Nam một thư cảnh báo. Lưu ý, trong 3 năm vừa qua, Việt Nam đã để vượt mất khoản tài trợ ít nhất là 2,5 tỷ đô la và có thể sẽ mất thêm chừng 1 tỷ đô la tài trợ nữa vì bộ máy công quyền bất động. Trần Văn cho biết, trong phiên họp theo định kỳ của chính phủ vào tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc giục các viên chức hữu trách, không ngại, không sợ quy định vừa ban hành đã sửa. Điều quan trọng là nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và cầu thị lắng nghe để hành động. Bình luận thêm tác giả cho rằng Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới mà tư duy và chỉ đạo của những cá nhân đứng đầu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền thoáng như thế nào. Và đây là hình công chức nhà nước tác giả cũng cho rằng dường như ông chính, ủy viên bộ chính trị, thủ tướng, đại biểu quốc hội không biết hoặc chẳng thèm bận tâm đến chi phí tuân thủ pháp luật cho cả xã hội mà một số diễn giả từng lưu ý trên hệ thống truyền thông chính thức, đại ý ban hành các quy định pháp luật phải chú ý đến chi phí phát sinh do cần điều chỉnh để tuân thủ của từng cá nhân công dân, doanh giới lẫn các cơ quan công quyền. Thực tế, tác giả Trần Văn nghĩ rằng ít ai tin chi phí tuân thủ pháp luật cho cả xã hội của Việt Nam chỉ có 1.556 triệu tỷ đồng vì Việt Nam khác với phần còn lại của thế giới. Trong khi diễn đàn kinh tế thế giới từng công bố ước tính chi phí tuân thủ pháp luật cho cả xã hội chiếm trung bình 10% GDP ở các nước phát triển và 15% GDP ở các nước đang phát triển. Tác giả nhận định rằng thiên hạ sẽ không thể hiểu được tại sao nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết và cầu thị lắng nghe để hành động. Nhưng gần như toàn bộ hoạt động lập pháp, lập quy trong vài thập niên gần đây chỉ nhằm để cải sửa những quy phạm pháp luật trước đó và cải sửa thế nào thì cũng có vô số vướng mắt giống như đạp bẫy khiến cán bộ, đảng viên kiên định với điều mà báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ví von là 3 không. Không nói, không tham mưu, đề xuất, không triển khai hoặc triển khai công việc cầm chừng, vừa làm vừa nghe ngóng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bàn về khẩu hiệu 6 giám cho cán bộ, đảng viên Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất và nhanh nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.